Các em thân mến, binh pháp có câu nuôi quân 3 năm mà dùng quân chỉ trong có 1 giờ. Các em cũng như vậy, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của kỳ thi cực kỳ quan trọng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Thầy trò đã có cả một cuộc hành trình suốt cả 1 năm bền bỉ và chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực để chúng ta ôn tập từng đơn vị kiến thức, từng dạng bài trọng tâm. Và nay đã là thời điểm để các em thể hiện được cái khả năng, những cái năng lực cũng như là kiến thức của mình đã tích lũy trong suốt 1 năm vừa qua. Đứng trước thềm kỳ thi quan trọng sắp tới, chắc hẳn rất nhiều bạn có nhiều tâm sự. Có thể là những lo âu, có thể là những ước mong, hy vọng. Nhưng thầy tin rằng với tất cả sự chuẩn bị kỹ càng của thầy, của trò, cả về kiến thức, cả về kỹ năng, cả về những cái phần luyện tập cho các cái dạng đề, thì các em đã có đủ hành trang để vững tin bước vào trong phòng thi và chinh phục điểm số cao. Thầy mong các em bình tĩnh và tự tin, cố gắng làm được hết sức mình ở nội dung của bài thi môn ngữ văn để giành điểm số cao nhất, như một cái phần thưởng đáp đền cho cái sự quan tâm của cha mẹ, cho cái công sức dạy dỗ của thầy cô, và cũng chính là tưởng thưởng cho những nỗ lực của chính các em. Và thầy tin, mong những cái tin vui, điểm số cao, những tin báo đỗ sẽ liên tục báo về trong mùa thi của năm nay. Chúc các em giành được thành tích cao trong kỳ thi quan trọng sắp tới.